nữa là nói như này, em hỏi chị này, em hỏi các chị này, các chị sang bên này đi làm thế có phải là mang tiền về đóng cho chính phủ không? Có lấy đâu mà đóng chính phủ nó bảo cái bọn phản động nó bảo đi này, lao động người Việt Nam mình đấy là sang nước ngoài đi làm rồi mang tiền về đóng cho chính phủ, đóng cho cộng sản chứ không phải mang về cho nhà mình, thì theo chị như nào? Theo các chị nghĩ như nào? Có thật như thế không? Nhà mình lao hàng xong có thật như thế không? Nó nói linh tinh đây này, làm một đống tiền như này mà anh cứ bảo là mang tiền về đóng cho cộng sản, lấy đâu đóng cho cộng sản, mang về nhà nuôi bố mẹ cho ôi, con cái tin bọn tin rác mặt mẹ. Đúng rồi, bây giờ hắn chứ ở Việt Nam mình hắn đi theo cái bọn để hắn kiếm tiền ăn hàng ngày đấy, biết không? Kiếm tiền ăn hàng ngày là hắn chứ cái bọn nước ngoài, cái bọn mà lưu vong đấy, nó gửi tiền cho nó là nó gửi tiền cho nó á. Chứ mỗi một lần đi biểu tình nó cho 200-300, nó là đi nhưng mà có biết được cái hoạn nạn như là hắn đi đến em phá những các công ty là con em mình không có công ăn việc làm. Sang bên này nha, nó tổ chức cái vào cái hội gọi là đi theo hội thánh đấy nha. Ừ đấy đấy cái bọn đấy. Đấy là cái gì cũng phải cẩn thận. Đấy cái bọn đấy đấy. Cái hội đấy giờ ở bên Hải Dương thì theo rất là nhiều chứ không mấy. Đấy. Ở nhà bây giờ coi như bà bác bỏ thờ tổ tiên từ trước giờ, thờ đây giờ bỏ hết. Đấy. Đấy. Hôm nay đâm lên nó lại phản động đấy. Anh đi theo đi. Mà coi như là đập vào rồi còn đem ra Noyan à? Nó cái gì thư khẩn của Singapore gửi đến là tắt hết đi. Đấy. Nó nhặt mí này, tắt mà bố. Bạn cứ thư giác là ta cứ tin lùng quanh. Là cái thiên chúa báo ra thôi. Anh các bạn thư giác nó cứ gửi cái bê bút, thì tôi đéo thêm là cũng người bạn mới rồi chứ. Nhiều người tôi không kết bạn nữa. Toàn cái tin tưởng mà mình tin lắm. Không phải, ví dụ như này này. Trước giờ tổ tiên cúng bái xong bắt đầu đi giờ sang đây vớ vẩn. Nó bảo là Việt Nam mình sang nước ngoài đi làm là mang tiền về đóng cho cộng sản, đóng cho chính phủ chứ không phải mang về cho mình. Cái bọn mà lưu vong ở nước ngoài đấy, nó nói là sao là cái bọn tay sai ở trong nước mà chế độ cũ của theo Mỹ ngày xưa đấy là hắn chỉ đặt điều là nói đấy. Đấy. Với lại nó bảo như này à, mỗi một người Việt Nam mình là đang phải gánh bao nhiêu là nợ của nhà nước đấy, nhà nước có bao giờ bắt mình phải trả nợ cho nhà nước bao giờ không? Các chị có trả bao giờ không? Các chị đã trả tiền cho nhà nước, nợ nhà nước bao giờ chưa? Nợ tiền chính phủ đấy. Ví dụ như nhà nước nó mua máy bay, mua xe tăng để đánh nhau đấy thì nợ chính phủ các chị đã phải trả rồi. Đâu đây là nói chứ nói là Việt Nam, người dân Việt Nam mình là mỗi một người là phải gánh nợ công đấy rồi trả. Bây giờ là cái bọn mà theo Thiên Chúa giáo là toàn như thế không? Nó làm nhà cho, không phải mất tiền đâu. Cứ hàng ngày đến đấy là nuôi cơm ăn, không học, cũng có học bản con những đứa này đam mê đi theo nó. À, kính chào khán giả của VietVision nha. Đây là đài phát trực tiếp có lao động, người ta nói trực tiếp với những người này để cho các bạn biết được là lao động nước ngoài hiện giờ là người ta đang nói sự thật để cho các bạn biết. Đây là khán giả của VietVision tại nước ngoài. Em hỏi chị đã trả nợ công cho nhà nước bao giờ chưa? Chưa trả công bao giờ. Ai mà trả công, cái tiền công của mình làm mình bỏ vô tiền cho mình. Chị chào khán giả VietVision đi. Chào dân cái gì?